Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Aloxe. Hiện tại thì Đức đang có mặt cửa hàng hệ thống Hết Hòa Bình Minh, chi nhánh số 4 ngay tại ngã tư Nguyễn Cù, thành phố Thảo Nguyên, tỉnh Bình Dương. Và ngày hôm nay thì Đức sẽ giới thiệu đến các bạn về mẫu xe Hyundai Vision phiên bản 2023 và 2024. Cập nhật là về mức giá cho các bạn tham khảo tại thời điểm là tháng 11 này nha. Thì ở đây thì mình trưng hầu gần như là đầy đủ tất cả những màu sắc cho các bạn tham khảo. Màu xám xi măng bên đây nè, rất là nhiều luôn. Màu xanh nhám đặc biệt, màu đen nhám thể thao, màu xanh cổ điển, màu vàng cổ điển, màu trắng cao cấp và màu đỏ cao cấp. Và màu cuối cùng đó là màu đen tiêu chuẩn nha. Về mức giá bán hiện tại thời điểm này thì vẫn giữ mức giá ổn định. Mình thấy mức giá này đang rất là tốt luôn. So với những tháng trước thì đối với trong cái tháng này thì mình thấy là giá đang rất là ok, giá đang rất là hời luôn. Nên là những bạn nào đang có dự định mua dòng xe Hyundai Vision thì các bạn cũng có thể là cân nhắc tại thời điểm này các bạn mua cũng được nha. Còn không thì các bạn để sang tháng 12, giữa tháng 12 thì khi đó sẽ có chương trình khuyến mại Tết từ Hyundai Việt Nam. Lúc đó thì nó sẽ ưu đãi hơn, nhiều khuyến mại hấp dẫn hơn nữa ha. Rồi đầu tiên đó với phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn thì chỉ có một màu sắc duy nhất thôi, đó là màu đen bóng sử dụng phá thường. Với mức giá bán hiện tại là 30.900.000. Giá này đã bao gồm VT rồi, chưa bao gồm phản chi phí lăn bánh. Tiếp đến là phiên bản cao cấp. Cao cấp thì ở đây sẽ có hai màu sắc cho các bạn lựa chọn. Màu đầu tiên đó là màu trắng nâu, màu thứ hai nữa là màu đỏ nâu. Hai màu sắc này đồng giá nhau là 32.500 nhé các bạn nha, 32.500. Tiếp đến là phiên bản đặc biệt. Đặc biệt thì sẽ có một màu sắc duy nhất thôi, đó là màu xanh nhám nha các bạn nha, xanh nhám. Mức giá bán hiện tại là 35.900. Tiếp đến là phiên bản thể thao. Thể thao thì sẽ có hai màu sắc cho các bạn lựa chọn. Màu sắc đầu tiên đó là màu đen nhám như thế này, với mức giá bán hiện tại là 36.900. Còn những bạn nào mua cái phiên bản màu xám xi măng giống như chiếc này, hoặc là vàng phía bên đây á, đó, màu xám xi măng ha, mức giá bán hiện tại là chỉ có 37.500 thôi. Giá đang rất là rẻ luôn. Màu xám xi măng bây giờ thì giá đang rất là tốt á. Lúc trước thì mình nhớ không lầm khoảng 39, 38, 40 mấy luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ thì thời buổi kinh tế khó khăn thì bây giờ giá đã hạ đi rất là nhiều rồi, chỉ còn có 37.500 thôi nha các bạn ha. Giá là rất là ok luôn á. Tiếp đến là cái phiên bản cổ điển. Cổ điển thì mới vừa ra mắt gần đây thôi, có hai màu sắc cho các bạn lựa chọn. Màu sắc đầu tiên đó là màu xanh. Màu xanh này ha, mức giá bán hiện tại là 38.200. Còn các bạn nào mua cái màu sáng hơn một tí thì ở đây sẽ có màu vàng, vàng kem ha. Vàng kem là 37.500. Tất cả giá Đức báo cho các bạn đã bao gồm phản VT rồi, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Chi phí lăn bánh thì nó sẽ bao gồm là thuế trước bạ và thứ hai là phí biển số. Còn những bạn nào mà để bên cửa hàng làm biển số cho các bạn thì sẽ có thêm một phần phí là phí dịch vụ. Dịch vụ tức là sẽ có người khác đi làm giúp các bạn đấy. Còn những bạn nào mà tự làm biển số thì các bạn mua với mức giá này ha, mua với mức giá mà Đức vừa báo cho các bạn. Sau đó các bạn đi về huyện của các bạn, về quận của các bạn đóng thuế. Sau đó bạn đóng thuế xong thì bạn đi vào công an các bạn đóng tiền biển số nữa thì sẽ bán biển số được ha. Thì ở huyện thì đối với chiếc này thì khoảng 2 triệu thôi, còn ở Sài Gòn là khoảng 4.8 triệu. Còn ở thành phố thuộc tỉnh như thành phố Thượng An, thành phố Di An đâu á thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3.5 triệu. Thì các bạn cộng vào cái mức giá ban đầu hồi nãy mình báo cho các bạn thì sẽ ra được là cái mức giá tổng, mức giá tổng, mức giá cuối cùng lăn bánh luôn ha. Còn về chương trình trả góp thì đối với mẫu xe này thì hiện tại là chưa có chương trình của từ Hyundai Việt Nam, nhưng mà vẫn được hỗ trợ những cái gói lãi suất ưu đãi từ cửa hàng hệ thống Hết Hòa Bình Minh ha. Với mức trả trước là 20% giá trị xe thì đâu đó là khoảng 6 đến 8 triệu thôi là các bạn sẽ làm hồ sơ trả góp được rồi, với mức trả trước thấp nhất nha. Còn những bạn nào muốn nhận luôn cặp bài gốc thì các bạn trả trước cho mình khoảng 40% giá trị xe là sẽ mang xe về và nhận luôn cặp bài gốc. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cho bạn xem những cái màu sắc này để những bạn nào đang quan tâm thì các bạn cũng có thể tham khảo nhé. Đây là một dàn xe xám xi măng hay gọi là màu xám đen ha, của phiên bản thể thao Hyundai Vision. Các bạn nhìn thấy không? Xe đang rất là nhiều luôn, nên là mức giá hiện tại đang rất là tốt nha các bạn ha. Thời điểm này là chúng ta không sợ bị hết hàng, sợ bị đẩy giá lên cao đâu, nên là các bạn cứ yên tâm nha. Đó, màu đây là màu đen nhám của phiên bản thể thao nè. Đó, màu đen nhám ha. Phiên bản thể thao thì được thiết kế nó khác hơn một tí ha, nhìn nó sẽ nổi bật hơn với nhiều cái chi tiết màu đỏ. Đó, cạn xe màu đỏ nè, tem xe màu đỏ nè, phục đỏ nè, heo dầu màu đỏ nè. Đó, rồi. Còn bên đây là màu xám xi măng. Xám xi măng thì màu này quá quen thuộc rồi. Màu này bán rất là chạy luôn các bạn ha. Rất là chạy luôn, nhiều được nhiều bạn trẻ rất là ưa chuộng với màu xám xi măng này.
Rồi, tiếp đến là màu xanh. Màu xanh đối với cái đời 2023 này thì Đức cũng đánh giá không có cao lắm các bạn. Nhìn nó không đẹp, kiểu nó tối tối hay sao á. Mình thì mình vẫn thích cái mẫu cũ hơn, nhìn mẫu cũ nhìn nó sáng hơn ha. Rồi, còn đây là màu xanh phiên bản cổ điển nha. Màu xanh, xanh phiên bản cổ điển thì sử dụng yên phối yên màu nâu, cản xe màu bạc, cũng như là mâm xe là màu bạc luôn. Đây, đó. Rồi. Còn đây là màu vàng của cổ điển các bạn nha, vàng kem nha. Đó. Cũng phối theo kiểu như là yên nâu luôn, yên nâu, tay dắt bạc, giống như phiên bản cao cấp. Còn như chiếc này là màu trắng cao cấp nè, đó, màu trắng cao cấp nha, cũng là mâm bạc luôn. Đủ màu sắc cho bạn mình tham khảo ha. Rồi, bình ắc quy thì đối với dòng xe Tega bây giờ thì thông thường thì sẽ để dưới sàn đĩa chân nha. Đó, nhưng mà các bạn đi đường ngập nặng ở trên Sài Gòn này kia hoặc những tỉnh nào mà ngập nặng nhiều á thì các bạn nên tránh nha các bạn nha. Ngập bình ngập nhẹ nhẹ thì các bạn chạy không sao nha. Còn nếu mà ngập nặng quá thì chúng ta nên tránh ha, đi đường khác. Người thành công luôn sẽ có lối đi riêng. Nên là chúng ta đừng có đi chung với đường với họ ha. Thì chúng ta sẽ chết á. Rồi, màu trắng. Xong rồi tới màu đỏ, màu này đỏ đô nha các bạn nha. Màu đỏ đô của phiên bản cao cấp nè. Cũng là mâm bạc luôn. Ha. Yên nâu. Màu đỏ đô. Màu đỏ này nhìn nó sẽ cứng cáp chững chạc hơn ha. Thông thường thì những các cô các gì hay mua màu đỏ đô này nhiều, tại vì nhìn như kiểu nó chững chạc, cứng tuổi á. Rồi, đối với đời 2023 thì chỗ cái phần này nè được thiết kế phối lại một tí rồi, là thành nhựa nhựa nhám hết trơn rồi. Nhựa nhám hết rồi, không còn là màu sơn nữa. Trước đây thì chỗ cái phần này nó là xe màu đỏ, nếu là xe màu đỏ. Còn màu trắng, nếu nó là xe màu trắng bây giờ thì thành màu đen hết rồi. Nhìn nó không kiểu không có sang các bạn. Nhưng mà cái nhựa này nè các bạn xài về lâu về dài á, nhất là những bạn nào mà rửa xe mà hay dùng quá chất nhiều á thì nó lâu ngày nó sẽ nhanh bị bạc. Bạc cái phần nhựa đen này nhìn rất là mắt thẩm mỹ luôn. Đó. Yên thì vẫn còn giữ yên màu nâu. Cốp xe là 18 lít, rộng rãi thoải mái. Dung tích bình xăng thì được 4 lít mấy á các bạn. Rồi. Khóa Smart Key thì chỉ có hai tính năng thôi, không có tính năng cảnh báo chống trộm nha. Cổng sạc thì được thích hợp phía bên tay trái đầy đủ cho các bạn nha. Thì đó là màu đỏ. Và cuối cùng màu đen phiên bản tiêu chuẩn như chiếc này. Đây, chiếc này thì lên full dàn inox rồi. Lên full dàn inox thì nhìn nó hơi bị cải lương một xíu các bạn. Đó. Nên là các bạn mua dòng xe Tega mà có ý định gắn cái này thì bạn cũng có thể cân nhắc lại. Gắn này nhìn nó xấu, lâu ngày chạy chỉ mưa dân sình lầy này kia đó, nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái lớp sơn bên trong các bạn ha. Đây mình nói nhỏ thôi mà không dám nói lớn. Còn sàn đĩa chân thì em nên khuyên các bạn sử dụng những cái thảm đĩa chân bằng cao su á thì nó sẽ ok hơn ha. Đừng có xài những cái loại thảm này. Thảm này là bằng nhựa. Bằng nhựa nó sẽ phủ một lớp chơm lên và lâu ngày thì nó sẽ chóc cái lớp bạc này ra và sẽ hiện cái lớp nhựa bên trong, nhìn rất là xấu. Rồi, em này thì mặt nạ thay mặt nạ kiểu đen nhám rồi đó. Thì đó là sơ lược những cái màu sắc xe Vision cho các bạn tham khảo đầy đủ màu sắc cho bạn lựa chọn luôn nha. Thì những bạn nào ưng màu sắc nào thì các bạn hãy đến đây các bạn xem xe trực tiếp và lựa chọn về cho mình một mẫu xe ưng ý, một màu sắc ưng ý theo cái phong cách và sở thích của các bạn nhé. Nãy giờ thì Đức cũng đã giới thiệu cho các bạn về những cái màu sắc tại đây rồi và mức giá thì mình cũng đã báo cho các bạn rồi ha. Thì những bạn nào đang có quan tâm muốn tìm hiểu giá cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh cũng như là những cái gói trợ góp á, thì các bạn hãy liên hệ ngay với số thôi. Với số điện thoại hiện trên màn hình thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn nha. Hoặc là các bạn comment phía bên dưới cũng được thì Đức sẽ hỗ trợ trả lời trực tiếp qua phần comment cho các bạn luôn. Hãy theo dõi kênh Alo Xe để cập nhật nhiều thông tin về xe máy hơn nữa. Cảm ơn các bạn.